Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyền về dịch COVID-19, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của đội ngũ giáo viên, học sinh. Dù học sinh được nghỉ học, nhưng công tác tuyên truyền về dịch COVID-19 vẫn được các nhà trường triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài việc thường xuyên cập nhật thông tin trên website, nhiều trường đã phát động các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bệnh như trường Trung học Phổ thông Tiên Lữ, hay cuộc thi thư gửi các thiên thần áo trắng nhằm tri ân đội ngũ bác sĩ tham gia chống dịch của trường Trung học Phổ thông Văn Giang. Một số giáo viên đã sáng tác các bài thơ, viết lời bài hát có nội dung cổ vũ, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh như thầy giáo Trần Triệu Phú ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, cô giáo Nguyễn Thị Bình, trường Mầm non Mễ Sở, huyện Văn Giang.